Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Bờ Lóc Hó Tiêu. Bờ Lóc Hó Tiêu đang quay tại nhà chị Hồng Loan, nhà cụ của Nam Dù Linh. Thưa cô chú anh chị và các bạn, vừa rồi chị Hồng Loan cũng đã đi qua bên shop Phương Buôn ở bên 502, 506 Trường Sa nhé cô chú anh chị và các bạn. Còn bây giờ thì ở nhà chị Hồng Loan thì có các anh chị, nói chung là chị, nói chung là các anh chị làm trong nhà chị Hồng Loan thôi. Còn chị Hồng Loan đi qua bên shop bên kia rồi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, bây giờ thì cô ở trước nhà của chị Hồng Loan, cô bán bánh nước đó cô chú anh chị và các bạn. Ở trước nhà chị em lo bây giờ cũng dọn dẹp và đi về nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị không mến xem kênh cầm hết kênh hay có nghĩa thì cô chú anh chị có thể đi đăng ký có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, thì buổi trưa ngày hôm nay thì ở nhà chị Hồng Loan thì gác tạm bình đi nhé cô chú anh chị và các bạn. À, tại vì buổi trưa thì các chị khách thì ít vô nhà chị Hồng Loan, tại vì nắng ở Sài Gòn mà rất là nắng nóng luôn cô chú anh chị và các bạn. Cho nên rất là ít cô chú anh chị đến vào buổi trưa nhé. Buổi chiều thì cô chú anh chị cũng đến đông dần dần cho đến tối nha cô chú anh chị và các bạn. Sớm chị Hồng Loan thì mở cửa lúc 8 giờ và kết thúc lúc 21 giờ cùng ngày nhé cô chú anh chị và các bạn. Ở trước nhà chị Hồng Loan thì có một tấm bảng. Thì có một cái bạn shop Hồng Loan có số tài khoản nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Võ Thị Hồng Loan số 1958999999 nha cô chú anh chị và các bạn. Cũng có số điện thoại, có số điện thoại của chị Hồng Loan này nhé cô chú anh chị, có thể đặt hàng qua cái số điện thoại này. Bên góc bên đây nha, có thể đặt hàng qua số điện thoại này nhé. Vâng, buổi trưa ngày hôm nay thì nhà chị Hồng Loan rất là bình yên các bạn. Cũng như là ngày hôm qua chị Hồng Loan đi, hình như đi quay MV á cô chú anh chị và các bạn. Đi quay MV đến tối mới về nhé cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì ốc tiêu lụng cụng cái vụ mà đăng video clip lên á cô chú anh chị và các bạn. Cho nên có một clip cái tiêu ít, mong cô chú anh chị và các bạn vô xem kênh coi cái clip nào ít á thì cô chú anh chị có thể vô xem và đăng ký cho kênh được lớn mạnh thêm nhé cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh Bờ Lóc Hó Tiêu. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, hạnh phúc đầy năm nhé. Yes.
Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì nay chị cùng tìm lon với ở bên kia đó coi như là cũng đã im xuôi rồi, cô chú anh chị và các bạn cũng đã im rồi nhé. Đây là nhà của Kiệm Lo, nhà cụ Cầu Nam Vũ Linh, thưa cô chú anh chị và các bạn. Vâng, có một số chuyện xảy ra tại nhà Kiệm Lo, nhà cụ Cầu Nam Vũ Linh. Chuyện rất là kỳ lạ. Giống như là đèn bồ câu này, lúc cầu năm còn sống thì không có, lúc còn năm rồi thì đèn bồ câu này từ đâu bay lại thôi cô chú anh chị và các bạn, từ đâu bay lại. Nói chung là khiến cho chị Hồng Loan vui lên đó cô chú anh chị và các bạn. Cô bán bánh nước nóng thì đang dọn về nhé, cô chú anh chị và các bạn. Theo clip của kênh quần đa dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong thời gian tiếp theo của kênh Blog Phát Tiêu.